GMS40 là sản phẩm được công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Trần Tiến cung cấp và phân phối cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất các ngành hàng khác nhau. GMS40, với tên gọi khác là glycerin stearate, có xuất xứ từ Trung Quốc, quy cách bao 25 kg, tồn tại ở dạng vẩy màu trắng, không mùi và tan được trong dầu. Là chất phụ gia được sử dụng phổ biến trong sản xuất thực phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, nhựa và cao su. Là thành phần làm tăng xốp, độ dẻo cho kem, hạn chế việc tạo tinh thể đá và cải thiện nhiệt độ tan chảy cho kem. Giúp các hạt chất béo trong cà phê hòa tan được phân tán tốt. Ngăn sự tách lớp và kết tủa cho protein, giọt dầu và chất béo có trong sữa. Tăng khả năng phân tán của nước, cải thiện sự ổn định cho bơ thực vật. Có khả năng tạo xốp, cải thiện độ dai, ổn định cấu trúc cho các loại kẹo cao su. Được dùng làm chất giữ ẩm trong kem dưỡng da. Đóng vai trò như chất bảo quản. Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Sau mỗi lần sử dụng, nên đậy kín tránh để tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài làm ảnh hưởng đến chất lượng. Trên đây là những thông tin hữu ích về sản phẩm, cũng như hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản. Để biết thêm chi tiết sản phẩm hoặc có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.